Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và như tiêu đề của clip, thì hôm nay tôi sẽ mang lại cho các bạn những cách làm sao để có thể xử lý video 360 độ cho Insta 360X trên máy tính. Và ưu điểm của việc xuất ra video 360 trên máy tính đó là chúng ta có thể xuất ra video có độ phân giải cao hơn này, bitrate cao hơn và cũng như là dễ dàng xử lý màu sắc, chuyển cảnh được đẹp hơn, vân vân. Và ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai cách để có thể xử lý video 360 độ trên máy tính. Một là dựng video bằng phần mềm của Insta 360, hai là dựng bằng Adobe Premiere. Tuy nhiên thì mỗi cách lại có những ưu điểm và hạn chế riêng. Việc dựng bằng phần mềm của Insta 360 cho chúng ta xử lý video nhanh và dễ dàng hơn rất nhiều so với plugin trên Adobe Premiere. Nhưng đổi lại thì chúng ta lại không thể ghép nhạc, kéo màu hay là timelapse. Chính vì thế mà tôi đã chọn kết hợp hai phần mềm lại với nhau, mỗi cái xử lý một phần. Về xử lý khung hình thì tôi sẽ chọn Insta 360 Studio, sau đó qua Premiere để ghép nhạc, cắt ghép video sao cho khớp với nhạc và tạo video timelapse. Cuối cùng là kéo màu cho video. Và hôm nay tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cách dễ nhất để có thể dựng video 360 trên máy tính. Nào, let's go! Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải vào trình duyệt và download cái phần mềm Insta 360 về. Ta sẽ vào đây. Và cái đường link download phần mềm tôi sẽ để phía dưới video. Chọn Insta 360 One X. Thì trong này nó sẽ có cái app cho điện thoại này. Bên dưới là những cái phim quay này. Đó. Và đây là phiên bản Studio cho máy tính. Nó sẽ có hai phiên bản hệ điều hành cho Windows và Mac OS. Thì chúng ta có thể chọn vào đây để download cho Windows. Ngoài ra thì trong này sẽ có cái phần lút, đây là lút màu cho cái video của chúng ta khi mà chúng ta quay lốc. Tôi sẽ mở lên và tiến hành cài đặt như bình thường. Ok, và sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thì chúng ta sẽ tiến hành mở phần mềm lên. Đây chính là phần mềm của chúng ta. Và tôi sẽ giới thiệu sơ qua về giao diện của phần mềm này. Trên là các cái thanh công cụ cho chúng ta này. Có thể import file vào đây hoặc là export file ở đây. Đó. Một cách nữa để cho chúng ta import file vào đó là chúng ta sẽ vào cái folder mà chúng ta lưu trữ cái file đó và chúng ta sẽ kéo cái file đó vào. Ví dụ như đây, sẽ kéo nó vào. Ok. Vậy là đã import xong cái file 360 độ của chúng ta vào trong cái phần mềm. Thì chúng ta lưu ý là lúc nào mà cái file 360 độ từ con Insta 360 quay xong ra nó cũng có hai cái file như thế này. File 00 và file 10. Thì đây không phải là hai cái file khác riêng biệt mà đây chính là hai cái camera của chúng ta, mỗi mặt là một, mỗi mặt nó sẽ lưu riêng biệt cho chúng ta một file. Và nếu mà chúng ta lưu tách cái này ra thì chúng ta sẽ không thể xử lý được cái video này. Đó là một cái lưu ý nho nhỏ. Và ngoài ra thì để có thể import cái file này vào phần mềm, chúng ta nên để ở trong một cái thư mục không dấu, trong những cái đường dẫn không chứa dấu ký tự đặc biệt như thế này thì mới có thể import được. Và trong đây là giao diện của phần mềm. Đây là footage của chúng ta, nó sẽ ở cái thanh bên này. Và có một điều đặc biệt là chúng ta có thể xử lý rất là nhiều file 360 độ cùng một lúc ở cái thanh bên này. Đó, khi mà chúng ta xử lý xong một file rồi, chúng ta có thể Ctrl+S lưu nó lại và nhảy sang file tiếp theo, xử lý tiếp. Sau khi mà xong hàng loạt rồi thì chúng ta sẽ xuất ra, chứ không cần phải làm từng cái một, rất là tiện lợi. Bên dưới đây là một cái thanh công cụ chúng ta giúp cho chúng ta có thể xem trước video này, đó như là Next Frame hay là có một cái nút Take Snapshot ở đây giúp chúng ta có thể chụp lại cái bức ảnh ngay tại cái khoảnh khắc đó. Nó tương tự như là cái cách chúng ta chụp màn hình thôi, nhưng mà đây nó sẽ chụp luôn cái video của chúng ta lại. Đây là nút chỉnh âm lượng, như là Full Screen xem toàn màn hình. Đây là các cái chế độ xem cho chúng ta. Khi mà ta chọn sẽ có những cái chế độ xem ở đây. Ok. Và đây là chế độ xem phẳng. Sang đến thanh bên phải thì chúng ta sẽ có cái chức năng là chống rung và khóa hướng. Bên dưới này là tự thích nghi với cả những cái kết mà chúng ta sử dụng, ví dụ như là sử dụng kết chống nước đó thì nó sẽ tự động cắt cái viền của cái kết đấy đi, giúp cho cái video có cảm giác như là liền mạch hơn và nó sẽ không bị cắt giữa hai cái điểm nối của camera, calibration này. Và xuống dưới này là chúng ta có thể thêm cái logo của chúng ta vào đây. Đây, thêm logo vào. Sẽ thử thêm một cái logo ở đây. Đó. Và khi đó thì nó sẽ hiển thị logo ở đâu. Đó thì cái logo của chúng ta nó sẽ
hiển thị ở ngay dưới cái đáy của con Insta360, chỗ tay cầm của chúng ta. Trên này là nút View cũng như là Free Capture, thì cái View này nó sẽ là ở chế độ View 360 cho chúng ta, và chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh như thế này. Khi mà xuất ra video nó vẫn là video 360. Còn ở phần Free Capture này, tức là nó sẽ xuất ra một cái video fixed frame, chúng ta chỉ có thể nhìn về một hướng thôi. Và nếu như mà chỉ xuất ra video 360 độ ở cái chế độ view này thì không có gì phải hướng dẫn nữa cả. Chỉ cần import vào phần mềm và ấn vào đây để xuất video ra, thế là xong. Và hôm nay thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách để tạo một cái video free capture như thế này. Và để tạo một cái video như thế thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì ở góc bên trái phía dưới video chúng ta sẽ có một cái nút như thế này. Đây là một cái nút để chúng ta có thể tạo một cái keyframe. Đó, một cái điểm để chúng ta chuyển giữa cảnh này và cảnh khác. Ví dụ như là tôi bắt đầu video ở một cái góc nhìn như thế này đi. Và khi chúng ta muốn phóng to thu nhỏ chúng ta dùng con lăn. Đó, ok. Tôi sẽ bắt đầu video ở một cái góc nhìn như thế này đi, cho video chạy một đoạn. Chuyển sang cảnh tiếp theo, tôi lại cho nó ở một cái góc nhìn từ trên trời xuống chẳng hạn. Đây. Và giữa hai cái điểm này, tức là khi mà chúng ta tạo bất cứ một cái khung hình nào giữa hai cái điểm này thì nó sẽ di chuyển từ khung hình này sang khung hình khác. Đó. Tôi sẽ cho chạy thử cái video. Đây, điểm bắt đầu của tôi sẽ là cái đuôi thuyền này. Tôi sẽ chạy thử này. Đó. Đây tôi chuyển lên trên góc nhìn từ trên trời xuống, nó sau đó lại chuyển về vị trí lá cờ này. Rất là đơn giản. Chúng ta có thể tạo bất cứ cái góc nhìn nào chúng ta muốn với chiếc Insta360 này. Cho chạy thêm một đoạn. Tôi lại đổi nó về đây. Tôi đổi nó về đây đi. Xem thử nào. Đó, quá là điều đơn giản luôn. Và bây giờ thì anh Hiệp đã cho cái này ra khỏi sang bên hông thuyền, thì tôi muốn cho cái khung hình của nó nhìn vào cái thuyền này. Tôi sẽ làm như nào? Tôi sẽ chọn một cái điểm ở đây, cho nó chạy một đoạn. Đó, chọn một điểm nữa, chỉnh lại cái góc nhìn của chúng ta. Tôi sẽ để cái góc nhìn rộng như này đi. Ok, và cùng xem lại video nào. Đó, nhìn rất là ảo diệu. Cái cách chuyển cảnh của cái cách chuyển cảnh trên máy tính khi mà chúng ta dựng nó rất là ảo diệu. Có rất là nhiều góc nhìn cho chúng ta có thể lựa chọn. Bây giờ anh Toàn anh chuẩn bị giơ tay lên like. Tôi sẽ zoom vào mặt anh ấy. Ok. 5,7K cơ mà. Quá là nét đi. Tôi chạy thêm một đoạn. Lại thu lại góc nhìn ban đầu. Chúng ta hãy cùng xem lại video mà chúng ta vừa làm. Không biết đâu người đang chụp cái gì nữa. Thấy được chụp cái gì không nhỉ? Không thấy được là ông ấy đang chụp cái gì cả. Chắc là chụp mặt trời. Chẳng có cái gì trên trời. Đó. Cái điều hay ở trên con 360 độ này nó là như thế. Chúng ta có thể nhìn thấy bất cứ cái gì xuất hiện xung quanh chúng ta. Có thể trong lúc quay chúng ta không biết. Nó có thể ở trước mặt, có thể ở sau lưng, có thể trong lúc ta không để ý. Nhưng mà khi về chúng ta dựng lại, chúng ta có thể nhìn thấy được những thứ xuất hiện có thể rất là độc đáo xung quanh chúng ta mà chúng ta không hề biết.
Đó là một cái điều rất là đặc biệt trên con Ninja 360 này. Và khi mà tôi đã chỉnh sửa xong cái đoạn này rồi thì tôi sẽ xuất nó ra. Tôi sẽ chọn vào đây và xuất video. Nó hỏi là chúng ta có muốn là lưu trước khi mà thay đổi. Đây là cái tỷ lệ khung hình của chúng ta, tôi sẽ chọn chỉ là Full HD thôi, bởi vì xuất ra fixed frame mà, không cần thiết phải cao quá. Đó, bitrate thì tôi sẽ để khoảng độ 40 đi. Rồi, đây là lựa chọn cái folder để lưu cho cái video đó. Tạo một cái folder mới. Ok. Và video này có kích thước là hơn 500MB một chút. Và tôi sẽ xuất ra. Chúng ta sẽ ngồi chờ để cho video xuất ra. Ok, vậy là quá trình xuất video đã hoàn tất. Và đây sẽ là video của chúng ta. Đây, và tôi xuất ra video nó ở đây. Video khi bây giờ thì sẽ có cái định dạng là MP4 và chúng ta có thể import vào Premiere hay là Final Cut để có thể xử lý cái video này một cách dễ dàng. Sau đây tôi sẽ import vào trong Premiere để xử lý cái video này, ghép nhạc cũng như là ghép hiệu ứng chữ cho các thứ, nhìn cho nó ảo diệu. Và tôi cũng đã có một cái bài hướng dẫn dựng video bằng Premiere Pro CC2017. Các bạn có thể theo dõi video tại đây. Ok, vẫn là tạo project như thông thường thôi. Ở đây thì tôi đã set up cái không gian làm việc giống hệt như là trong clip mà tôi đã hướng dẫn, để có thể các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra hơn. Và tôi sẽ import cái video đó vào. Ok, kéo nó sang bên này. Xem thử thế nào. Ok, cắt tại đây. Tôi chỉ làm video đến đây thôi, tôi sẽ cắt tại đây. Đó, và tôi sẽ cho nhạc vào. Cho bạc phận vào đi cho nó máu. Ctrl L để unlink cái file tiếng ra với file hình. Và tôi sẽ xóa cái file tiếng gốc của cái video đó đi, thì tôi cũng không dùng được cái file tiếng đó. Thêm một cái effect úp vào đi. Và video thì tôi sẽ cho một cái deep to black vào, nhìn nguy hiểm. Thì màu quay trên con 360 này đã quá là đẹp rồi, và chúng ta cũng không cần thiết phải xử lý màu con này nhiều. Nếu mà có xử lý thì chắc là chúng ta cũng chỉ cần kéo cho phần saturation lên một chút cho màu nó tươi hơn một chút nữa thôi. Còn màu trên này thì đã quá là đẹp rồi. Tôi sẽ kéo cho nó tươi lên một chút. Đó, cùng xem lại nào. Quá đẹp luôn. Ok, màu quá là tươi. Tôi sẽ tắt cái file màu đi xem thử. Đó, sự khác biệt trước và sau khi mà kéo màu. Nó sẽ sáng và nó sẽ tươi hơn rất là nhiều. Đấy là cái ưu điểm khi mà chúng ta dựng video ở trên máy tính. Đó, rất là đẹp. Đây, trước và sau khi chúng ta kéo màu. Tôi sẽ ghép thêm cái chữ ở đây nữa cho nó đẹp đi. Góc của video. Rồi. Và sau khi mà đã chỉnh sửa cái video của chúng ta bằng Premiere xong, ghép nhạc, ghép chữ các thứ xong hết rồi, và chúng ta sẽ xuất video ra. Lại một lần nữa phải ngồi chờ xuất video. Ok, tôi sẽ lưu cái tên file này.
Ok, và xuất video. Ok, vậy là quá trình xuất video đã hoàn tất. Và chúng ta hãy cùng vào xem lại cái thành quả của chúng ta. Đó, chuyển cảnh rất là ảo. Ok, vậy là vừa xong tôi đã hướng dẫn các bạn những cái thao tác cơ bản làm sao để có thể dựng video 360 độ trên máy tính. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like cũng như là subscribe để có thể nhận được những video tiếp theo của chúng mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.